Xin chào cả nhà. Nay thì mình đang ở đường Nguyễn Tri Phương đây, chuẩn bị đi qua bên quận 8, đường Phạm Thế Hiển. Bây giờ đang là buổi trưa ở Sài Gòn, trời rất là nắng nóng. Cô này cô đi cô bịt kín hết này. Đó, các bạn ấy, người Sài Gòn đi bịt kín hết rồi cả nhà. Đó, gần như là không có hở cái gì, hở mỗi hai con mắt cũng không hở luôn á. Đây đang là góc đường Nguyễn Trãi và Nguyễn Tri Phương. Trời rất là nắng nóng. Khu này ngày xưa họ gọi là cái khu La Cai với khu Hào Huê gì đó. Chạy xe này thấy ngon không anh? Ngon này. Ngon hơn ẹc không? Ngon hơn à? Đây chúng ta sẽ đi vào đường Nguyễn Trã, đường Trần Phú, ngày xưa là đường Nguyễn Hoàng đó. Khu này thì có rất là nhiều các cái quán mì cũng như là quán vịt quay rồi heo quay. Phía trước mặt kia là cơm gà Lão Mã này. Đây, qua đây ở trung tâm văn hóa của quận 5. Giờ chúng ta sẽ đi lên cầu Nguyễn Tri Phương nhé cả nhà. Nguyễn Tri Phương quẹo phải đi Bình Chánh, trái đi về hầm Thủ Thiêm. Phía bên đây là cái đại lộ Đông Tây đấy các bạn. Nước ở đây thì rất là trong xanh. Ở đây có một cái chùa là chùa An Phước các cả nhà, chùa An Phú ấy. Nhà Mây Phương uốn tóc. Sài Gòn bây giờ thì nắng như đổ lửa luôn. Các cái chiếc taxi Sài Gòn này. Đây là đường Hưng Phú. Giờ chúng ta sẽ đi qua một cái cây cầu thứ hai. Cầu này gọi là cầu Chánh Hưng. Đây bắc qua cái kênh này gọi là kênh đôi đó cả nhà. Đó, nước rất là mát. Bác đạp xích lô. Đây cho cả nhà coi phía đằng sau của chúng ta. Đây góc đường Lê Quyên và đường Phạm Hùng. Yeah.
đây chúng ta sẽ quay lại. Đây là đường Hồ Thành Biên. Chúng ta sẽ vô Phạm Thế Hiển nè. Đây là đường Đặng Thúc Liêm. Đường Bùi Điền. Đường Nguyễn Đức Ngữ và đường Phạm Hùng. Đây Phạm Thế Hiển đây, chúng ta sẽ kiếm số 387 nha. Hướng lưu thông lên cầu Chánh Hưng. Đây, đường Đồng Hồ. Đây là chợ Phạm Thế Hiển. Ngôi chợ khá là cũ. Đây góc đường Huỳnh Thị Phụng và Phạm Thế Hiển. Mùa này thì họ bán máy lạnh rất là đắt hàng, các cái dịch vụ sửa chữa máy lạnh. Bởi vì thời tiết nóng như thế này thì họ rất là thích nằm máy lạnh. Đường đã nhỏ rồi mà họ còn có sao đây ta?